Dạ vâng, rồi cháu mời bác có lời chào khán thính giả để bắt đầu chương trình ạ. Dạ, trưa hôm nay là thứ hai ạ, thứ hai đầu tuần ngày 17 tháng 10, 17 tháng 10, coi như là chỉ còn có mười mấy ngày nữa thì là cái cuộc bầu cử, hai tuần nữa là cái cuộc bầu cử giữa kỳ của nước Mỹ đó, thì nó cũng ồn ào lắm và tuy là giữa kỳ đó nhưng mà cái cuộc bầu cử này người ta căn cứ vào cái kết quả của cuộc bầu cử này để người ta bắt mạch rằng thì là cái chiều hướng sắp tới nó tới đâu. Thành ra cái tuy là giữa kỳ nhưng mà nó cũng rất là quan trọng thưa anh. Tôi thấy rằng thì là ở đầu các khu phố gì đó là tất cả những các cái biểu ngữ và nghiếc quảng cáo rất nhiều và không thiếu bộ mặt nào hết. Đi ngang qua đường đó phải không ạ? Vâng. Đi ngang qua đường đó và bởi vì em thì là tới lúc mà cái cuộc bầu cử thực thụ đó thì là nó là tới nước rút rồi, nước rút rồi, nhưng mà cái vấn đề là cử tri nó phải chinh phục ngay từ lúc này. Vâng, thành ra chúng mình hôm nay là ở cái khu này là khu của Đại Ngàn đó, khu của Đại Ngàn. Thành ra tôi thấy rằng thì là những phim của Đại Ngàn mới để gì đó cả. Cái chỉ số của họ đang lên lắm mà. Tôi còn nhớ nên thì là một cái nhà báo cũng là cũng ồn ào lắm thì là cái nói chuyện này là tại sao mà không bắt trước ông Đại Hàn không? Thế nhưng mà tôi nói rằng thì là Đại Hàn thì là hắn thì là một trong những các cái người mà coi như là trong quá trình lịch sử đó thì là cái nước Đại Hàn đó đã bị Nhật xâm chiếm, chiếm đóng và cũng đã có những cái cuộc mà tắm máu của cái người Đại Hàn, tắm máu những cái người Nhật nó tới đó. Thế thành ra đó, và tất nhiên là cái thời đó là đệ nhị chiến tranh, cuối đệ nhị chiến tranh mà mấy cái người Nhật với lại người Ý mấy cái người Đức đó, thì nó là cái khối trục, thì đấy là cái lịch sử mà nó xảy ra như vậy. Thế thì cái ông Đại Hàn này đó, ban nãy tôi nói là cái nhà báo lão thần cứ nói rằng là sao không bắt trước ông Đại Hàn đó, thì thành ra tôi cũng phải là kể lể cho biết rằng thì là người Đại Hàn đó là nó khi mà trong cái cuộc chiến Việt Nam đó thì người Mỹ nó muốn kéo một số đồng minh ở trong ngoặc kép đó, tức là đàn em để cho nó mang cái tính cách chính nghĩa, thì cái người Đại Hàn là cái người mà nó tấn công đầu tiên, nó nhận ngay hai cái khu mà nó hai cái khu mà cái vùng sôi động, sôi động của miền Trung đó, và hai cái sư đoàn của nó tới mà nó giữ cái nhiệm vụ bình định ở cái miền Trung đó, thì là hai sư đoàn đó nếu tôi không nhầm thì là sư đoàn Mãnh Hổ và sư đoàn Bạch Mã, hai cái sư đoàn đó. Thế thì cái hồi đó thì mình mới biết rằng thì là nó áp dụng một cái bàn tay sắt. Tại vì cái vùng đó là một cái vùng mà sôi động, cái vùng đó là cái vùng miền Trung, là một cái vùng mà coi như là cộng sản mạnh lắm. Thế nhưng mà nó nhận cái nhiệm vụ là nó tới đó nó bình định, do đó mà nó dùng cái bàn tay rất là sắt máu. Một cái tiếng súng mà từ trong hàng rào, từ trong bên vệ đường bắn ra là nó mang 10 người Việt Nam ở trong cái khu đó, đàn bà trẻ con người lớn gì đó, nó mang 10 người ra nó bắn.
nó nói rằng chị là mày đã che đậy cho cái bọn nó ở bên trong kia nó bắn tao, đúng không? Thành ra là nó bắn, thành ra đó coi như rằng thì là cái bà với cái bàn tay sát máu đó đó nó làm cái chuyện bình định được. Thì tôi cũng muốn để mà trả lời một cái ông bạn cũng làm báo làm biết ở Việt Nam cái gì đó, bảo sao không bắt chiếc Đại Hàn. Tôi bảo rằng hai cái sư đoàn này nó tắm máu người Việt Nam, đúng không ạ? Nó tắm máu vừa người Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp, rồi cũng nhất là cuộc kháng chiến 9 năm mà kháng chiến của Việt Nam Cộng Hòa đó, thì thằng Đại Hàn thì cái quân đội Đại Hàn này đó nó đã làm một cái chuyện nó tấn công và nó giết hại không biết bao nhiêu người yêu nước Việt Nam. Thế là để còn kể tiếp nữa, vì nó tấn công như vậy đó cho nên là nó mới được người Mỹ quân đội Mỹ nó giao cho cái bọn Đại Hàn làm cái xa lộ Đại Hàn chung quanh cái thành phố Sài Gòn. Thế thì chung quanh cái thành phố Sài Gòn có nghĩa rằng bên tức là cái thủ đô Sài Gòn của mình đó là nó được bao vây bởi cái xa lộ đó, và bên ngoài cái xa lộ, cái vòng đai xa lộ Đại Hàn đó là bên kia là cái vùng sôi động. Thành ra đó mình thấy là thì là cái bọn Đại Hàn mà nó tấn công và nó đã nó gọi là nó làm một cách hữu hiệu và nó bình định được cái vùng miền Trung là bởi vì rằng cái máu và nước mắt của kháng chiến Việt Nam. Thành ra cái ông mà một cái ông nhà báo cũng nghĩa là tuy toa cũng gọi là một cái ông nhà báo cũng là có tiếng tâm để cứ nói chuyện này sao không bắt chiếc Đại Hàn. Tôi bảo này Đại Hàn có biết rằng thì là cái xa độ Đại Hàn đó và cái lúc bây giờ nó tấn công đó là nó làm cái xa độ Đại Hàn đó thì người Mỹ để mà gọi là để mà chi phí cho cuộc chiến Việt Nam đó thì là người Mỹ mang tất cả những cái máy móc công cụ mà để làm đường đó lớn nhất tối tân nhất để mà đào cuốc rồi cày sới rồi búc lên vân vân và tất cả những cái máy móc đó để làm cái xa lộ Đại Hàn đó thì tất nhiên là chi phí cho chiến tranh đó thì người Mỹ thì đâu có mang về làm gì thì và những máy móc là máy móc tối tân nhất thì người Đại Hàn đó nó làm cái xa lộ đó và nó xin mua lại đây là cái đồ dùng rồi hoặc là dưới danh nghĩa phế phẩm hay là second hand thành ra nó mua một cái giá vô cùng rẻ thành ra nó cũng lại là một cái loại khôn mà cái hồi đó là chúng tôi nhìn thấy được thì là nó mang cái công cụ các cái máy móc mà là làm đường tối tân đó nó đi qua bên Ả Rập Xê Út nó làm đường cho cái cả Ả Rập Xê Út và nó cái công của nó là nó lấy dầu chứ không phải rằng thì là trả tiền thành ra nó là một cái vòng khép kín và thành ra đấy nó là một cái cơ hội cho cái người Đại Hàn và cũng một mặt khác nữa thưa anh thì trong cuộc chiến thì nó là như vậy nhưng mà tôi lại còn muốn nói thêm về cái câu chuyện này thì là cũng trả lời cái ông bạn mà cái ông nhà báo gọi là cũng rất là xí soạn thì ông ấy bảo sao không bắt chiếc người Đại Hàn thì tôi bảo này ngoài cái câu chuyện mà nó tấn công nó giết người Việt Nam như vậy đó thì anh nhìn thấy đi từ cái bôn xa này đó chúng ta đi một lát thì chúng ta thấy mấy cái nhà thờ cái nhà thờ Lutheran hay là nhà thờ
của cái đạo Tin Lành đó à, thì mình mới thấy rằng thì là mấy cái nhà thờ đó là nó đề tiếng Đại Hàn à, à, tức là nó đã du nhập à, hay là để mà nó làm dấu, nó chịu lễ à, nó mang cái đạo Tin Lành của những cái cố vấn Mỹ à, à, khi mà đánh nhau ở Việt Nam đó à, thì nó à, tức là nó chinh phục à, ngoài cái câu chuyện à, bằng tiền bạc, bằng hữu hiệu, bằng giết người thì à, nó mang cái đạo Tin Lành à, à, cái đạo Tin Lành đó à, thành ra à, tất cả những cái nhà thờ mà cao à, trình hình ra các cái máy rất là đẹp đó, thì là đều là ở bên ngoài là cái chữ Đại Hàn hết à, đây mới là cái mà à, nó gọi là à, nó dùng tôn giáo để nó tải đạo à, thành à, thành ra nó mới là cái bọn mà khôn ngoan à. Thế thì và mình mới ngược lại là tôi mới nói chuyện với cái ông nhà báo Xí Dọn của việc ở đây đó, thì ông nhà báo này thì ông ấy vừa là phóng viên của Việt Nam Cộng Hòa và ông ấy lại là đạo Thiên Chúa. Ông bảo là anh nhìn thấy rằng thì là bây giờ chúng ta mới đặt cái vấn đề là cái sức mạnh của đạo Thiên Chúa khi mà người Pháp tới Việt Nam đó cái sức mạnh của đạo Thiên Chúa đó nó cũng là cái bàn tay của nó cũng bao phủ Vatican liên tiếp, là cái bàn tay của nó cũng lớn lắm qua những linh mục, qua những các cái cố đạo Thiên Chúa giáo thành ra đây là một cái cuộc mà vô hình chung nó gọi là cái cuộc mà xen kẽ hay là cái cuộc mà chiếm cái lòng tin của nhân dân giữa Thiên Chúa giáo và Tin Lành bởi người Đại Hàn và Thiên Chúa giáo bởi người Pháp khi mang cái đạo Thiên Chúa giáo tới Việt Nam. Thành ra thế thì nhân đây ví dụ như là trả lời mấy người kia thì là tôi bảo thì là mình mới hiểu rằng thì là tại sao mà vua Minh Mạng tự đức nữa biết ông ấy giết đạo, đúng không ạ? Giết đạo là vì thấy cái nguy hiểm đó, cái đạo đó nó đem nó làm cho cái đạo thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam mất cái gốc đấy. Nhìn một cách sâu xa thì mình mới thấy rằng thì là bên cạnh những các cái chuyện mà các sư đoàn này mang vũ khí tới giết người, tranh giành ảnh hưởng giải phóng vùng này vùng kia đó thì cái một cái tới cái lúc mà bình định nó thì là một vấn đề là tôn giáo nó tới nó bình định. Thành ra khi mà mấy cái ông mà truyền thông ở Bôn Sa này đó thì mình không phải là mình chống họ, nhưng mà mình nói chuyện được thì là họ phải biểu, nhất là mấy cái cô mà sướng ngôn viên các thứ gì đó thì tôi cũng nói rằng thì là các cô phải biết rằng thì là các cô khi mà tới cộng tác với ông Vũ Quang Ninh đó, tức là lúc đầu của cuộc chiến đó thì các cô vào đời, tôi cho rằng thì là đây là một cái cưới tinh thần cái cưới lấy chồng của các cô là khác, còn đây đây là cái cưới tinh thần khi mà các cô nhảy vào cái truyền thông ở hải ngoại. Các cô phải biết rằng thì là cái vai trò của các cô nó lớn lắm và đây thành ra mấy cái các cái cô mà làm truyền thông ở đây đều là những tinh hoa cả, họ rất là giỏi giang, nhưng mà họ phải nghĩ rằng công và tội họ đứng ngoài cái cuộc chiến đấu
nó ra làm sao. Thành ra nếu mà không đi vào lịch sử kỹ đó thì là chúng ta rất là bị cái hiện tại trong những các cái mấy chục năm vừa qua đó, cái hiện tại nó xóa mờ đi, mà cái vai trò của Thiên Chúa giáo hay là Tin Lành nó tới Việt Nam đó, đây mới là cái mà nó ảnh hưởng tới cái tinh thần của mấy. Nếu vậy thì bác nghĩ sao mà bây giờ họ vận động tranh cử mà mình là người Việt Nam mà nhất định là giống như cháu nói đúng không ạ, Chí Tạ là đường đường là một người từng làm chủ tịch của ban đại diện cộng đồng của người Việt đó. Vâng. Tức là cũng cứ tạm gọi là chủ tịch cộng đồng đi, từng một thời. Vâng. Chủ tịch sinh viên, bây giờ là thị trưởng. Vâng. Mà đi làm tài lọt cho bà Michelle đúng không ạ? Thì cháu đã giải thích nhiều lần, cháu nói nếu vậy bao nhiêu lâu nay cái bà Michelle này bả làm được gì cho cộng đồng người Việt mình, đúng không ạ? Tức là từ lúc bả lên Hạ viện Hoa Kỳ đến giờ, bả làm được gì cho cộng đồng người Việt mình, hay là chỉ là cho Chí Tạ mấy chục ngàn đô la một năm mà từ đó đến giờ thôi. Nếu vậy hóa ra là Chí Tạ đúng không ạ, là đầu quân cho bà này, làm tài lọt cho bà này để kiếm phiếu của người Việt cho bà này. Nhưng mà bà này có làm được gì cho người Việt hay không, đó là vấn đề bác mới nói đến, cái vấn đề mà ân oán đúng không ạ, nợ máu giữa người Đại Hàn với người dân Việt Nam mình, mà bây giờ họ lại đi chụp mũ vu khống cho cái ông thiếu tá hải quân Hoa Kỳ đúng không ạ, đẻ ra ở Hoa Kỳ, cha mẹ là người di dân tị nạn cộng sản, tị nạn Trung Cộng, người gốc Đài Loan, cha mẹ ổng là người Đài Loan, ổng lớn đẻ ra ở Hoa Kỳ, lớn lên ở Hoa Kỳ, là sĩ quan tình báo hải quân, mà bây giờ chụp mũ cho ổng là cộng sản, thì bác nghĩ sao ạ? Đây là một trong những các cái đường lối của cái nó gọi là nó là cái loại mà tôi thích cái ông nhà báo của Sài Gòn nhỏ đó, ông ấy nói là cái bọn này là Nguyễn Cần, cái bọn này Nguyễn Cần đó, ông nói là cái bọn này là cái bọn chơi bài ba lá ở bến xe, thấy không ạ? Nó bài này nó lắc bên này, nó lắc bên này, thành ra mà nó đúng là cái hoàn cảnh ở bến xe là gì, là người ta chờ để sang một cái xe khác, không ạ? Thì cái lúc nhàn rỗi đó thì là nó đem nó chơi bài ba lá, đặt tiền bầu cua cá cọp rồi thì là già tây đầm điếc gì đó cả, cái thành ra nó thấy người ta trong cái lúc mà người ta nhàn rỗi mà người ta chờ cái chuyến xe tới thì nó mang ra nó chơi bài, chơi bài ba lá hay chơi bài gì đó, và đây là cái lúc mà người ta sơ ý nhất để mà nó gài độ, chứ nó cũng không phải ở trong casino, nó cũng không phải rằng thì là ở trên Las Vegas, đây mới là, tức là nói chung là ăn sổi ở thì đó, chụp giật đó, chụp giật đó, thành ra khi mà nó lừa như vậy đó thì tôi mới thấy rằng thì là hỡi ơi, những các cái cô sứ ngôn viên hay là những người mà làm truyền thông ở hải ngoại đó, thì tôi thấy thì là đều là công giáo cả. Khi mà mấy cái người công giáo mà cái nhà thờ Tam Biên mấy gì đó mua rẻ được cái nhà thờ Kiếm đó thì tôi thấy một hai cái các cái nhà báo Mỹ thì nó tất nhiên là nó không tham dự vào cái chuyện chính trị chính em hay là gì đó, nhưng mà nó nói thì là cái chuyện mà mua cái nhà thờ Kiếm đó là một cái tinh, nó không phải là tinh thần của Thiên Chúa giáo. Tinh thần của Thiên Chúa giáo là khi người ta gặp cái khó khăn thì mình giúp, chứ không phải rằng khi người ta gặp cái khó khăn
là mình tới mình mua rẻ. Đó, yeah. Cái tội của cái nhà thờ Tam Biên đó, mà khi mà cái đạo Tin Lành đó, cái bố mẹ của đạo Tin Lành đó, khi mà truyền lại cho cái thế hệ sau các con đó, thì các con đó nó ít người cúng dường quá, ít người tham gia quá. Tại vì rằng thì là cái đạo Thiên Chúa là lúc bây giờ là nó là nhà thờ Tam Biên, nó là nhà thờ này nhà thờ kia đó, cái Công giáo Việt Nam đó, thành ra cái nhà thờ Tin Lành, cái nhà thờ kiếng đó thua lỗ, và mấy cái ông ở nhà thờ Tam Biên đó là tới giờ này là mua rẻ lại khi mà người ta băng đốc si, người ta sắp sập tiệm này. Thành ra báo Mỹ thì là tôi thấy thì là mấy cái người nó nói đây không phải là tinh thần Thiên Chúa giáo, tinh thần này là một trong những cái tinh thần mà chụp giật, giành giật. Thành ra đấy, nếu nhìn kỹ cái tội, cái mà nhập thế, cái mà vào đời đó, thì mình mới thấy thì là nó vô đạo đức. Cho nên là nhân đây mà tôi mới nói một cái câu rằng thì là cái bọn này người Thiên Chúa giáo là người ta đấm ngực một trong những cái kinh một trong những các cái nó gọi là cái một cái tinh thần cải tổ, một cái tinh thần mà để hối lỗi mỗi một cái buổi lễ, tức là lỗi tại tôi mọi đảng. Thì người Công giáo trên nguyên tắc của Vatican là người ta đấm ngực người ta, còn cái bọn truyền thông ở Bôn Sa này thì nó đấm ngực người bên cạnh, phải không ạ? Thành ra nó là một bọn xỏ lá. Nãy bác có nói đến cái đó là về đạo á, thì bác nghĩ sao về có một số người nói là Nguyễn Quốc Lân, nhất là Charlie Nguyễn Mạnh Chí, là lý đạo tạo đời, tức là tham gia sinh hoạt Công giáo, đúng không ạ? Tham gia sinh hoạt thanh niên Công giáo để mà ra tranh chức chủ tịch, rồi sau này lên nghị viên, rồi bây giờ ra thị trưởng, mà cứ lợi dụng, lạm dụng nhân danh Công giáo, vận động những sứ đạo, những linh mục để mà vận động cho anh ta, tức là lý đạo tạo đời. Vâng, thưa anh, đấy nó là cái sự thật của cái chuyện mà tranh phiếu, của cái chuyện mà lấy đạo tạo đời đó, thì để đi vào cái đáy của vấn đề, là luôn luôn tôi nói rằng thì là cái chuyện mà tranh cử ở hải ngoại nói riêng và gọi là ở thế giới tự do nó nói chung, đều phải gây quỹ, đều phải là nợ nần người này nợ nần người kia, mang ơn cái này cái kia đó. Thành ra mình mới thấy rằng thì là nó không phải là tinh thần của Thiên Chúa giáo. Và khi mà đã chấp nhận để mà đi tranh cử ở Bôn Sa này, hay là ở Nam Cali này, hay là ở trên thế giới này đó, thì nó rơi vào một cái thế là mình bị mua chuộc, mình mắc nợ cái người này, mắc nợ người kia. Mà nếu mà nhìn xa đó thưa anh, nhìn xa đó thì là ai có tiền, ai có thể mà chọc gậy bánh xe, ai có thể mà ban phát ân huệ, nếu không phải là ba tàu,